rồi. Chứ gì? Ảnh không ạ? Nào, ảnh chung ý. Dạ, em biết con gì đây không? Con viên. Đấy. Con búp chạy tí. Con gì thế không? Con lợn. Đi lên bùn. Mày định xuống tắm à? Đang uống nước anh em ạ. Khiếp các ông rau đái khắp nơi. Đi ra kia bùn. Nghe biết con gì đấy không? Con máu điên. Đấy, không đấy. Bưởi. Bưởi đi đi. Bưởi đi. Kìa ra kìa bưởi. Vòng đây. Nhà bị gạt chó tông sấp mặt. Quay rồi, bị bọn này quay. Ý, bác này vừa béo vừa thở kẹt 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 kẹt. Mày thì gầy nè. Đấy. Nằm lại. Ây da, ây da, cắn cắn cắn. Ui xấu. Con buồn nha. Con gì đây không? Ê, phanh kinh không? Trời ơi, con đấy nó đang có chửa ấy, trời ơi, mày kêu cho chạy, nhiều đi. Con bùn đang có chửa đấy. Nó chạy nó ấy. Hấp à? Nói nữa. Kinh không? Kinh không? Con này kinh đâu? Ôi dồi, kinh quá. Đấy. Đấy, các bạn ca đi. Ông máu à? Đấy. Còn chưa? Con sắp đẻ hết. Đấy. Con này nhớ biết con gì không? Đẻ lắm rồi. Sắp đẻ ấy. Mặt này. Chết. Bưởi. Úi, ông này thì cứ kẹt 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 kẹt. Thử bế xem nào. Nặng lắm. Nhưng biết hai con này con gì không? Không chưa?
tên bưởi à? Tên bưởi lẻ lưỡi à? À, đi xuống đây tắm, quay ra đây, xuống đây tắm. Cho nó xuống sông, cho nó cho bơi thôi nha anh em, đi về đây.